Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Chào mừng các em đến với bài học Nói và nghe, kể lại một chuyện ngụ ngôn. Ba của chúng ta vẫn nằm trong chùm bài học số 2, bài học cuộc sống. Đầu tiên, hãy chú ý cho cô những yêu cầu cần đạt khi thực hành bài nói về nội dung này. Chúng ta sẽ sử dụng lựa chọn ngôi kể thứ nhất, xưng tôi, để có thể kể lại. Và cũng có thể tham khảo cho cô một trong những các cách nói sau để bài nói thêm hấp dẫn. Ví dụ như là sử dụng hình ảnh, có thể là vẽ một bức tranh liên quan đến câu chuyện, hoặc chúng ta tóm tắt chuyện bằng sơ đồ tư duy. Chúng ta cũng có thể kết hợp thêm với âm thanh, dùng nhạc nền hoặc những video clip để minh họa cho bài nói của mình. Các em cũng có thể sử dụng đạo cụ của mình, đó chính là những đồ vật hoặc mô hình để chúng ta có thể giới thiệu với mọi người, cũng như là chúng ta coi đó là phương tiện để chúng ta đem đến cho mọi người những cái góc nhìn mới khi mà mình kết hợp vừa kể, vừa giới thiệu cho mọi người biết. Chuyển sang phần 2 lớn là thực hành nói và nghe. Chúng ta hãy chú cho cô một nhỏ là chuẩn bị trước khi nói. Đây có thể coi là một bước rất là quan trọng giúp chúng ta có tâm thế, cũng như là chúng ta có thể có được sự tự tin khi đứng trước đám đông để trình bày bài nói của mình. Các em hãy nhớ là cần lựa chọn chuyện ngụ ngôn mà các em yêu thích. Bởi vì khi mà chúng ta có một sở thích đặc biệt ở một loại chuyện nào đó thì chúng ta sẽ tự tin hơn, cũng như là chúng ta sẽ nói một cách lưu loát hơn. Và khi lựa chọn được chuyện rồi thì chúng ta cần nắm được cốt truyện của chuyện ngụ ngôn ấy, tóm lược nội dung chuyện theo một trật tự đơn giản, dễ hiểu. Các em cần lưu ý những chi tiết, hình ảnh, từ ngữ diễn đạt đặc sắc, giàu ý nghĩa. Chúng ta có thể sáng tạo thêm những cách diễn đạt thú vị hơn để tăng sức hấp dẫn, nhưng hãy nhớ là không làm sai lệch những yếu tố cơ bản của chuyện gốc. Và các em hãy xác định chính xác đề tài, người nghe của mình là ai. Và với đối tượng người nghe như vậy thì nội dung nói sẽ như thế nào, rồi cách thức, thời gian và không gian nói sẽ ra sao. Đó là những yếu tố cơ bản nhất để chúng ta xác định trước khi chúng ta chuẩn bị bài nói. Sang phần 2 là tìm ý và lập dàn ý. Ở phần tìm ý thì các em hãy chú ý cho cô. Chúng ta cần định hướng ra nhân vật sự kiện chính và diễn biến của câu chuyện là gì. Rồi khi chúng ta nói về câu chuyện ấy trước mọi người thì bài học cuộc sống rút ra ở đây sẽ là như thế nào? Các em phải chú ý đặc biệt tới trình tự kể chuyện, chúng ta phải theo đúng trình tự thời gian hợp lý. Hãy nhớ kết hợp thêm các phương tiện để bài nói của mình trở nên sinh động, như là tranh ảnh, giọng điệu, biểu cảm trên gương mặt, v.v. Khi mà các em đứng trước đám đông hoặc là đứng trước một tập thể để trình bày bài nói, nếu như các em cũng cảm thấy căng thẳng hoặc là các em quá là ở sợ hãi thì chắc chắn rằng là mọi người sẽ chỉ thấy chúng ta đáng cười khi được trước đám đông thôi. Cho chúng ta phải luyện tập thật kỹ cũng như là chuẩn bị tâm thế thật tốt. Và đó là một số cái gợi ý mà cô đã đưa ra để chúng ta có thể áp dụng cho bài nói của mình hấp dẫn hơn. Ở phần B lập dàn ý thì chúng ta sẽ có hai phần cần chú ý ở đây. Mở đầu thì các em giới thiệu câu chuyện, giới thiệu nhân vật, và chúng ta cũng đừng quên đặt câu hỏi tương tác với người nghe. Các em có thể đặt câu hỏi bằng cách là những người nghe hãy dự đoán về bài học sau khi mà nghe kể. Thì mọi người có thể đưa ra rất nhiều những dự đoán khác nhau, và từ đó thì chúng ta sẽ thu thập được những đáp án, những cái lời dự đoán rất là phong phú. Và đến cuối thì chúng ta sẽ chốt lại, thì mọi người sẽ cảm thấy như đang vỡ òa ra và nhận ra được cái điều gì đó ý nghĩa. Với phần chính thì các em sẽ kể theo đúng diễn biến của câu chuyện. Chúng ta cần thay đổi giọng điệu cho phù hợp. Có những đoạn thì sẽ cần giọng điệu hài hước, và cũng có những đoạn thì chúng ta cần phải giọng điệu mang tính chất là suy tư trầm lắng để chúng ta đưa ra những bài học giáo huấn hay là giáo dục mọi người. Tiếp theo là phần 3, luyện tập và trình bày. Trong phần luyện tập này, hãy chú ý cho cô cần kể lại chuyện trước các bạn trong nhóm. Chúng ta có thể lựa chọn ở trong nhóm với những người bạn thân của mình để chúng ta có thể nhờ các bạn ấy lắng nghe cũng như là nhận xét cho mình, và chú ý bài học được thể hiện qua câu chuyện. Dù là luyện kể trong nhóm thì chúng ta cũng cố gắng là sử dụng ngữ điệu truyền cảm để có thể tạo ra một cái bài thực hành khách quan nhất khi đứng trước lớp.
và cũng kết hợp cho cô cả lời kể với ngôn ngữ cơ thể để cuốn hút người nghe. Đến phần B nhỏ trình bày bài nói thì các em sẽ chú cho cô những yếu tố như sau. Mở đầu thì cần tạo không khí thoải mái, thu hút sự chú ý của người nghe trước khi kể. Các em có thể sử dụng bằng cách là chúng ta xem lại ảnh hoặc một bức tranh, một câu tục ngữ liên quan đến chuyện ngụ ngôn mà chúng ta sắp kể với mọi người để làm phần mở đầu cho bài nói. Khi triển khai thì chúng ta sẽ chú cho cô là kể nội dung câu chuyện bằng lời kể sinh động và luôn tương tác với người nghe một cách tự nhiên. Chúng ta cũng có thể sáng tạo trong khi kể, đừng nên là học thuộc, chúng ta nhớ là không được học thuộc lòng và cũng không được đọc thuộc lòng khi đứng trước mọi người, bởi vì như thế thì chúng ta không thể tạo ra được giọng điệu tự nhiên khi mà nói được. Và mặc dù là chúng ta được nói theo ý của mình nhưng đừng làm sai lệch nội dung của câu chuyện. Các em có thể lựa chọn những từ ngữ cho phù hợp với văn nói. Giọng điệu của chúng ta khi trình bày thì cần nói to, nói rõ, cần có thái độ hào hứng và giọng điệu tự nhiên. Và chúng ta cũng nhớ cho cô một yếu tố nữa, nhiều khi các bạn sẽ quên hoặc là các bạn sẽ bị hồi hộp quá, cho nên là các bạn sẽ không thể nào mà tập trung vào được, đó là phân bố thời gian nói cho hợp lý. Chuyển sang mục 4 là trao đổi và đánh giá. Trong vai trò người nói, chúng ta cần tập trung ghi nhận lại những câu hỏi, những lời nhận xét của người nghe và chúng ta cũng có những phản hồi thỏa đáng để thể hiện sự tôn trọng ý kiến của người nghe. Cùng người nghe bàn luận, bình phẩm chi tiết, bình phẩm về những hình ảnh đặc sắc trong bài nói và chúng ta cũng có thể bình phẩm thêm về bài học đạo lý rút ra từ trong câu chuyện. Còn với những bạn được lắng nghe chúng ta nói thì hy vọng rằng là các bạn có thể đưa ra những lời nhận xét hoặc là những câu hỏi để chúng ta có thể bổ sung những chi tiết còn thiếu hoặc là những chi tiết chưa rõ. Cần trao đổi giúp kinh nghiệm về cách sử dụng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cơ thể. Cũng có thể nhờ các bạn trong lớp hoặc là thầy cô có thể trao đổi về cách sáng tạo khi kể để câu chuyện của mình thêm thú vị. Các em hãy nhớ đối chiếu với bảng kiểm bài nói kể lại một chuyện ngụ ngôn ở trang 51 của sách giáo khoa để chúng ta có thể xem mình đã đạt được những tiêu chí nào và tiêu chí nào mình chưa đạt thì mình sẽ rút kinh nghiệm ở những bài nói sau. Chuyển sang phần 3 lớn củng cố mở rộng. Trong phần này thì cô có nhiệm vụ dành cho các em để các em về nhà thực hành để rèn cho mình kỹ năng nói tốt hơn. Đó là các em hãy đọc kỹ chuyện ngụ ngôn, đẽo cày giữa đường, sau đó chúng ta viết lại bằng lời của mình để trình bày bài nói trước đám đông hoặc là chúng ta sẽ tiến hành là ghi hình lại rồi nhờ các bạn, những người bạn thân thiết của mình hoặc là nhóm bạn của mình, sau đó thì chúng ta gửi cho các bạn để các bạn có thể rút ra nhận xét cho mình. Hoặc các em có thể nhờ đến thầy cô đánh giá góp ý cho video mà các em đã thu âm. Thì đó là một số định hướng cho bài học nói và nghe ngày hôm nay. Cô hy vọng rằng chúng ta đã rút ra cho mình được những kinh nghiệm nhất định để vận dụng cho bài nói của mình. Và hy vọng chúng ta sẽ có được bài nói với chất lượng tốt và chúng ta có thể rèn được tính tự tin hơn cho những bài nói lần sau. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi bài học. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.